tư vấn các câu hỏi cho bệnh nhân cũng như cán bộ y tế. Vâng, mời tổng thư ký. Vâng, em xin có các câu hỏi của các khán giả. Bạn Phùng Thị Lương hỏi là: bác sĩ cho tôi hỏi, năm nay tôi 60 tuổi, cao 1m53, nặng 54 cân. Tôi bị tăng huyết áp 5 năm nay và đã uống thuốc huyết áp định kỳ, khám và uống thuốc huyết áp định kỳ theo đơn của bác sĩ. Tôi hay bị tăng triglyceride. Tôi cứ ngừng thuốc giảm mỡ máu thì lại tăng. Bây giờ tôi phải ăn uống thế nào để không tăng triglyceride? Mong bác sĩ tư vấn ạ. Vâng, mời bác sĩ Ngọc ạ. Vâng ạ, xin chào bác. Xin cảm ơn câu hỏi của bác rất là thực tế. Cái này thì trước mắt thì bác vẫn phải điều trị theo đơn thuốc. Thế còn việc ngưng thuốc hay không ngưng thuốc thì cái này sẽ là do bác sĩ điều chỉnh trong những lần tái khám, sẽ cân nhắc thêm vào là cái việc thuốc, cái việc ngưng thuốc có thể ảnh hưởng đến cái xét nghiệm của bác hay nó xuất hiện lại cái tăng triglycerid hay không. Nhưng còn về chế độ ăn uống thì bác phải ăn kiêng tuyệt đối những cái thực phẩm như da, mỡ của dạng động vật, các thực phẩm xào nấu thì mình cũng sẽ phải rất hạn chế. Bởi vì cái đó thì có rất nhiều thành phần mỡ và vào thì vào cơ thể mình sẽ không thể chuyển hóa được hết. Để thứ hai nữa là nếu như mà bác không có các vấn đề về khớp gối hay là cột sống thì bác sẽ nên tăng cường đi bộ, mỗi ngày phải đi khoảng 30 phút. Thế còn mới đầu thì tất nhiên mình không thể đi được ngay, nhưng sau đó là đầu tiên thì mình cứ đi 5 phút một lần. Thế xong cứ 3 ngày một thì mình tăng lên cái ngưỡng lên 5 phút, 5 phút. Thì sau đó làm sao được tối thiểu là mình phải đạt được 30 phút một ngày đều hàng tuần. Thì nó sẽ giúp tăng cái độ nhạy cảm của insulin lên thì nó mới tiêu thụ được hết tất cả những cái thành phần mỡ cũng như đường máu, thì nó sẽ chống được những cái rối loạn tăng triglycerid đó của bác, và nó còn hiệu quả hơn cả cái việc là mình uống thuốc. Đấy, còn về kể cả cái tinh bột thì lượng tinh bột mình ăn thì bác cao 1m50, nặng 53 cân, thì thật ra thì cái cân nặng này vẫn là hơi dư thừa so với cái trọng lượng của bác, và nếu như cái vòng bụng của bác nó khá là lớn nữa thì cũng sẽ phải giảm bớt cái lượng tinh bột thì nó mới có thể giảm được cân hiệu quả được. Và để thay thế thì vì khi mình giảm ăn thì cũng sẽ là đói, và nó sẽ khi đói thì ví dụ đi lại nó có thể có những cái chóng mặt thay đổi, nhất là ở phụ nữ ở sau mãn kinh. Thế thành ra là mình sẽ cũng phải ăn bù lại bằng các rau quả, rau củ quả, và các rau có hàm lượng đạm cao, chẳng hạn như những cái rau chân vịt đấy, hay rau cải các thứ, thì nó sẽ giúp cho mình cho giảm được cái tính bị cái tình trạng bị đói và bị hạ đường huyết. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Vâng, Ngọc. câu hỏi tiếp theo ạ. Cho em hỏi, bác sĩ cho em hỏi, con nhà em mổ tim vào ngày 30 tháng 9 năm 2020, và em vẫn cho con đi khám đều bình thường. Đến tháng 8 năm 2021 thì em có lịch khám nhưng mà dịch dịch COVID nặng quá cho nên em không đi được. Bây giờ em cho con đi khám thì có phải xin giấy chuyển tuyến không ạ? Vâng, mời bác sĩ Hương. Vâng. Vâng, okay, với câu hỏi này thì tất cả các cái trường hợp mà khám bệnh thì điều trị dài ngày thì đều 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 chỉ có giá trị trong năm tài chính. Do vậy mà bạn đã đi khám từ năm 2021 thì năm nay thì bạn vẫn phải xin giấy chuyển tuyến của cơ sở mà mình đang khám bệnh, đang đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Cho câu Câu hỏi tiếp hỏi ạ. tiếp theo Vâng. ạ. Em bị rung nhĩ thì có đốt được không ạ? Và em đã thay van động mạch chủ, sửa van hai lá năm 2014. Vâng, mời bác sĩ Tuấn ạ. Đối với xin ca cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi này tôi xin trả lời như sau. Thứ nhất là đối với rung nhĩ thì các bạn cần nên khám để bác sĩ xem đánh giá đấy là rung nhĩ mãn tính hay rung nhĩ dai dẳng hoặc là rung nhĩ cơn, và dựa vào các yếu tố như tuổi và yếu tố nguy cơ để các bác sĩ tính lợi ích cho bệnh nhân, từ đó mới quyết định là có đốt được hay không. Còn nếu mà chỉ nói rung nhĩ không thì chúng tôi không thể trả lời chi tiết được. Xin cảm ơn. Vâng, một câu hỏi tiếp theo là em bị loạn nhịp tâm thu và hở van ba lá vừa. Hiện tại có dùng thuốc mà vẫn bị khó thở. Liệu có phải đốt nhịp không thưa bác sĩ? Tôi đoán chắc là ngoại tâm thu ấy. Vâng, bác sĩ Tuấn ạ. Vâng, bác sĩ Tuấn. Vâng, nếu mà cái triệu chứng mà liên quan đến ngoại âm thu mà không phải là do hở van ba lá, các bác sĩ xem xét thì có thể là sẽ quyết định để triệt đốt cái ngoại âm thu đó cho bác. Xin cảm ơn. Vâng, một câu hỏi khác ạ. Em mới khám ở bệnh viện tim cơ sở 1. Bác sĩ kê cho em thuốc tim là Ivawit 7,5, sáng nửa viên, chiều nửa viên. Mà viên này thì khó chia đều, nó hay bị vỡ. Thì em uống nửa nhiều nửa ít có được không ạ?
Vâng, mời bác sĩ Trang. Thưa bác, là cái thuốc Ivavit là Ivapradin 7,5 mg các bác kê cho thiên sáng nửa chiều nửa. Thì ra cái thuốc này thì nếu mà bác mà nó khó bẻ, bác chia không đều ấy, thì bác có thể chia, nói chung là không cần phải đều chắn chặn ấy, bác có thể uống một nửa ít, một nửa nhiều cũng được ạ. Con nhà em mổ thông liên thất từ 4 tháng tuổi, bây giờ cháu đã 10 tuổi, bị ngoại tâm thu 12%. Em đo nhịp tim hàng ngày, có lúc con thì 59, có lúc thì 73, 75, có lúc thì 80, 89. Vậy có cần can thiệp gì không ạ? Vâng, mời bác sĩ Tuấn ạ. Câu hỏi này thì tôi xin trả lời như sau. Bệnh nhân cần được khám để đeo Holter điện tâm đồ và sau đấy thì các bác sĩ sẽ hỏi những câu hỏi xem có liên quan giữa ngoại âm thu và cái triệu chứng của bệnh nhân không. Nếu mà có liên quan thì chúng ta nên triệt bỏ cái này bằng sóng RF. Xin cảm ơn ạ. Vâng, một câu hỏi khác. Con em bị tim bẩm sinh, bác sĩ chẩn đoán là chuyển gốc động mạch, thông liên thất, hẹp hở van động mạch chủ. Sau khi phẫu thuật thì còn sân thông liên thất và hẹp hở van động mạch chủ nhỏ. Vậy có cần phẫu thuật nữa không ạ? Vâng, bệnh Vinh ạ. Mấy cái bệnh này khi mà có thông liên thất tồn lưu thì thứ nhất là nó tùy thuộc cái lỗ thông liên thất, nếu như mà lỗ thông liên thất mà còn lớn gây ảnh hưởng đến huyết động máu dẫn lên phổi nhiều đó, thì lúc đấy chúng tôi sẽ cần cái đấy phải siêu âm lại để chúng tôi đánh giá cho chính xác, để nếu như mà thông liên thất tồn lưu mà nhiều thì đáng kể thì chúng tôi mới có chỉ định để phẫu thuật vá lại. Còn nếu những cái thông liên thất nhỏ không ảnh hưởng nhiều thì chúng ta có thể theo dõi điều trị nội khoa hoặc là theo dõi cũng không ảnh hưởng nhiều huyết động. Còn cái hở van động mạch chủ nhẹ thì hiện tại chúng ta theo dõi thôi, chúng ta cũng chưa có cần phải theo làm gì thêm. Cho xin hết. Vâng, một câu hỏi khác. Em đang có thai được 11 tuần, dạo gần đây tự dưng tim em đau thắt, khó thở. Vậy có ảnh hưởng gì đến em bé không ạ? Đó, mời bác sĩ Thu ạ. Với trường hợp của bạn thì có lẽ là bạn nên đến khám bệnh viện tim. Vậy thứ nhất là siêu âm tim cho mẹ, và đồng thời ở cái tuần thứ 11, tuần thai thứ 11, 12 thì các bác sĩ cũng có thể siêu âm tim thai để đánh giá cái tim thai của trẻ được. Vâng. Xin bác sĩ tư vấn giúp. Năm nay tôi 50 tuổi, đặt một stent thì đi bộ một ngày bao nhiêu là vừa đủ? Mời bác sĩ Trinh ạ. Bác đã đặt stent mạch vành rồi, cơ năng bác ổn thì bác có thể đi bộ ít nhất một ngày khoảng 30 phút tùy theo cái gắng sức của bác. Tuy nhiên là chúng tôi khuyến cáo là nên đi bộ tối thiểu khoảng một ngày khoảng 30 phút ạ. Xin mời. Vâng ạ. Bác sĩ có thể tư vấn giúp em ạ. Bệnh nhân thay van tim thì có uống thuốc chống đông. Khi bị sốt thông thường thì có thể dùng loại thuốc nào không ạ? Mời bác sĩ Trang. Bác thay van tim và bác đang sử dụng thuốc chống đông. Nếu mà chỉ là sốt thông thường mà không kèm theo các triệu chứng khác, nghĩa là không có dấu hiệu của nhiễm khuẩn ấy, thì bác có thể dùng thuốc hạ sốt thông thường được. Bác có thể ra quán mua những cái loại thuốc như là paracetamol bác uống. Nhưng mà nếu mà cái sốt đấy nó kéo dài và sốt liên tục trong vòng 3 ngày trở lên ý, thì bác phải đi khám để kiểm tra lại. Câu hỏi cuối cùng ạ. Em đã thay van động mạch chủ cơ học, đang dùng thuốc chống đông và beta-lock. Bây giờ em muốn uống thêm thuốc bổ như là sắt, canxi và omega 3 thì có được không ạ? Vâng, bác sĩ Thu ạ. Bạn đang thay thay van động mạch chủ cơ học và đang hiện tại đang dùng thuốc chống đông thì mình có thể sử dụng các cái thuốc bổ, ví dụ như là vitamin B hay là bổ sung sắt. Nhưng mà đối với các cái thuốc bổ thì bạn lưu ý trong thành phần, nếu có vitamin K thì phải cân nhắc
và hỏi ý kiến của bác sĩ. Đối với omega 3 thì thực tế thì cũng không phải là chống chỉ định hẳn, nhưng mà trong một số trường hợp khi mà mình sử dụng omega 3 thì nó sẽ làm tăng cái khả năng hấp thu cái vitamin K ở ruột. Thì trong những trường hợp mà mình bắt đầu sử dụng thì tốt nhất là bạn nên đi kiểm tra lại chống đông sau 7 ngày, 5 đến 7 ngày để chỉnh thuốc. Như vậy thì chúng ta đã xong cái các bệnh án cũng như là cái phần tư vấn cho bệnh nhân. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả các đầu cầu đã tham dự cùng chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn cũng các chuyên gia đã tư vấn nhiệt tình cho các đơn vị, cũng như cảm ơn các đơn vị đã dự thính, và tôi hy vọng sẽ được gặp lại các bạn sau 2 tuần nữa. Và xin cảm ơn.